Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tiếp tục trở lại kênh YouTube Lê Khoa Audio chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, cô giới thiệu đến tất cả người chơi một bộ ghép đến từ những thương hiệu rất là nổi tiếng và đặc biệt là đỉnh cao. Đó là cặp loa đồng trục đến từ thương hiệu của hãng Hipkit và con âm ly đèn đến từ một thương hiệu của Biore. Thì đây là những cái món rất là hiếm gặp này. Thật sự là loa đồng trục Hipkit là ít gặp lắm. Và đặc biệt nó là đời cao IS183 nha. Và một chiếc âm ly cũng rất là hiếm. Nếu mà Khôi không nhầm thì đây mới chỉ là một vài con tại Việt Nam. Và trong 10 năm bán âm ly đèn cổ thì mới là con thứ hai mà Khôi ship về được nha. Thì ngoài cái việc nghe thì hay thì nó sẽ có thêm một cái giá trị, đó là giá trị về sưu tầm này nha. Thì bây giờ xin mời anh em cùng xem. Thì cặp loa thì Khôi cũng đã từng có clip lên rồi, đến sóng rồi. Đó, thùng rất đẹp, lưới cũng rất là đẹp luôn. Ngày xưa là họ sử dụng được cái chiếu gì đây nè nha. Rất đẹp, rất tuyệt vời ha. Cặp loa thì có giá hơn 20 triệu nha, đồng trục bát 30. Rồi, anh em tham khảo vào những clip trước để xem cặp loa. Còn con âm ly hôm nay Khôi lên sóng là vì lần đầu tiên nè, lần đầu tiên thì đây âm ly đèn ha, Biore SX303, nó sẽ có 101, 202 rồi 303 này. Nên đây cũng là đời lớn trong cái dòng này nha. Và đặc biệt hơn là nó còn rất là đẹp, hàng này là đấu từ Nhật về nè. Mới chùi mà cũng sơ sơ thôi, ôi lão sơ đây. Đó, rất đẹp. Tất cả là zin, không có xì ba, không sơn túc. Nắp cũng zin luôn rồi nè. Theo thời gian này nó cũng có vài chỗ lốm đốm ha. Nhưng mà cũng không có quan trọng về cái nắp. Nếu mà muốn cho nó đẹp thì ok, rất đơn giản này, mình chỉ cần sơn lên là xong ha. Rồi, thì Khôi sẽ tháo luôn cái nắp ra. Đây, tại vì mình tháo sẵn ốc rồi. Để quay chân lên cho nó tiện á. Thì các cái lem đi đèn cổ á, nó hợp với các dòng loa cổ là cái lý do là chỉnh được bát chép anh em. Bát chép này, có lông nét này, có xì tem phía sau nữa, xì tem mono phía sau nữa. Đó, nên nó rất là phù hợp với các dòng âm ly cổ ở Việt Nam. Đây là đột trang của nó này. Đó. Thì theo thời gian thì nó cũng có những vết hằn, vết ố này, chứ nó cũng không thể nào mà nhớ như mới như những cái dòng bánh danh hoặc là dòng sau này được. Nhưng mà cơ bản là nó cũng còn khá đẹp ha. Khá đẹp, hoạt động tốt và tiếng rất hay. Con này đây, nó chạy bóng đây 12.7 này. Rồi 6 AQN8, 6 AQ8 này. Đó là những cái bóng rất là thông dụng ha. Bóng công suất thì nó 6B M8 này. Nó chạy bóng zin luôn ha. Bóng Toshiba này. Bóng khá hay, khá hiếm. Nó được gọi là Mula của người Nhật ha. Đó, nó vậy đó. Bên này thì bóng radio ha. Thì cái con này nó chạy phono với đời chạy chung này. Nên anh em nghe phono cũng rất là hay nha. Anh em cùng xem. Cùng xem ha. Máy cũng còn khá đẹp. So với cái tuổi đời là 1960-61 thì bây giờ nó đã hơn 60 năm rồi này. Thì Khôi chỉ có lau sơ thôi, chứ cũng không có tắm rửa nha. Riêng là mấy cái đồ đời cổ này Khôi không có tắm này. Tắm mà mình bảo quản không tốt, nước nó vô tăng phô hoặc là sau này nó sẽ dẹt, nó hư lại nha. Rồi, không mấy ngày điện thoại xong thì Khôi quay tiếp anh này. Đây. Thì Khôi sẽ nói cái phần sau. Lúc này quên mất lót cái bàn xoay á, nên Khôi phải quay cái máy lại để anh em cùng xem ha. Thì con này nó sẽ chạy 8-16 ohm này, hai cầu nha. Rồi CT mono nằm bên này, bên tay phải á, là CT mono, là bên tay trái thì nó có cái chữ nó được dập trên cái sườn nhá. Điện thì 117V đây nè, 117V ha. Dòng này xuất Mỹ nha. Rồi cơ bản nó vậy, toàn bộ ở đây là không có sơn đúc một cái gì hết nha. Đó. Trên cái máy này nó có cái số series nữa nha. Thì cam kết với anh em là đây là hàng đấu mạng, đấu Nhật về 100%. Khôi không bán hàng qua tay nha. Có nghĩa là không bán hàng thằng bờ đây này. Chỗ này còn bụi chưa chùi luôn anh. Cái này có thời gian thì mình chịu khó mình chùi thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đấy. Thì Khôi chỉ có lau sơ thôi. Nói chung là chủ yếu là phần kỹ thuật để cho máy móc nó hoạt động thôi nha. Nhưng mà cơ bản là còn cũng khá đẹp anh em. Hoạt động tốt mọi thứ ha. Rồi thì cái đít ở dưới này, đây. Chân cạn còn zin hết này, Khôi cũng chưa chùi luôn nha, nè, chưa chùi luôn, chân còn zin. Thì máy móc thì các cái dòng máy bi Nhật này á, thì cũng nói thật với anh em á, là khi ship về á, nó rột rẹt, thì bắt buộc mình phải
đứa thờ canh chỉnh, nhưng mà và cái gì cần làm thì cũng thật là làm rồi, nên anh em chỉ việc khách chỉ việc về cắm vào và sử dụng thôi nha. Đó là về cái con này. Rồi thì mức giá nó cũng rất là rẻ đấy, so với chất âm, so với âm ly Nhật thì nó rất là rẻ, rẻ hơn rất nhiều. Bây giờ anh em muốn mua 2000X thì nó cũng đã 15 triệu rồi, 881 thì cũng 17-18 triệu rồi, còn con này chỉ hơn 10 triệu thôi. Nhưng mà anh em đánh được các dòng loa cổ 77A, dòng đồng trục full ranger, cũng như là đánh vào anh test cũng tốt luôn nhé. Nhỏ rẻ nhưng mà đánh vào loa cổ rất hay, đặc biệt những dòng loa độ nhảy cao ha. Rồi mức giá thì luôn còn hơn 10 triệu chút xíu thôi nha, là có thể chốt giao dịch đầu tuần rồi. Bây giờ thì anh em cùng nghe thử chất âm, thấy hợp tai thì mình sẽ tham khảo lựa chọn để về ghép các dòng loa cổ nha. Rồi. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào em với anh gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau hứa hẹn mùa đông. Mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ.
mình dệt mùa thương năm qua ân ai thú chẳng hay nhỏ ta nối lại tình xưa sống trọn mùa đông muôn thuở chim én về xôn xao ta thấy đời còn có nhau chim én về xôn xao ta thấy đời còn có rồi Khôi đã test thử này, thật sự là có thể là nó hợp với cặp loa nhưng nên Khôi có đánh giá nó rất là cao này. Thì con này cũng đã có rất nhiều người comment và đánh giá cái clip trước Khôi bán đó, là họ thấy nghe có điện thoại thôi nhưng mà cảm giác như nó rất là hay và xứng đáng để chơi nhé. Rồi chia sẻ với em vài thông tin như vậy thì con Omni có cái giá hơn 10 triệu chút xíu thôi nha. Chứ nó không có quá cao. Như em suy nghĩ nhiều khi mình không báo giá cụ thể trên Facebook á thì là nghĩ là nó mắc, nhưng mà anh em xem trên YouTube này á thì đều có mức giá vào cuối clip nhé. Rồi thì anh em nào thích thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu nha. Chuyển khoản đủ Khôi bao ship tận nơi. Và ship code thì cọc trước cho Khôi 30% và không bao ship, còn thêm phí thu hộ bên bưu điện họ thu nữa nha. Clip của Khôi xin tạm dừng ở đây. Cặp loa mà nên nghe hợp á thì có thể tham khảo chọn luôn ha, hơn 20 triệu chút xíu. Cả bộ này là trên 30 triệu, chưa tới 35 triệu này, chưa tới 35 triệu là mình có thể giao dịch rồi. Và xin phép tạm dừng đây, hẹn gặp lại những clip sau.